Hoàn thiện gốc cây gỗ hương đục một cách rất là đơn giản nhưng mà đẹp và ý nghĩa. Trên cái tổng thể của phôi gỗ hương mà trước đây đã quay cho các bạn xem thì đã có trình bày với các bạn, đó là ở bên dưới nó là một cái rễ cây nó đi lên này, đi lên thành một cái cây. Và ở cái cây này thì nó chia ra làm đôi, một cái cành nó đi sang bên trái và một cành nó đi sang bên phải. Và trên đây thì chúng tôi đang khắc họa những cái hình con chim này, những cái hình con chim. Và tổng thể thì có 10 con chim tất cả đang đậu ở trên cả một cái thân cây như này. Từng con chim đều được chúng tôi đục rất là kỹ nét, từ cái lông này, lông của đầu này, của cánh này, của đuôi này, ở mặt trên này, mặt dưới này, mặt trái, mặt phải đều được chúng tôi làm rất là chi tiết. Và thập toàn báo hỷ có nghĩa là một cái tích từ ngày xưa nói về 10 con chim hỷ bay về đậu ở trên cành mai. Và con chim hỷ này thì nó giống như là cái từ là hỷ, là trong cái từ hoan hỷ. Và cái sự hỷ ấy, hay là trong tiếng Hán thì người ta còn gọi là chim hỷ tước. Chính vì như thế cho nên là 10 con chim hỷ này bay về để báo hiệu mùa xuân, để mang những cái điềm lành đến cho gia chủ. Cho nên là trên cái phôi gỗ hương này chúng tôi đã tận dụng được những cái tự nhiên là lũa kết hợp với những cái tay thợ đục như này để tạo thành cái gốc cây có tên là thập toàn báo hỷ.